Chào anh em, mình là Kính Cận đây. Trong video này thì mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhanh qua cái tựa game Liên Quân Mobile trên cái chiếc Honor 9X. Thì cái mẫu máy này sẽ được Honor Việt Nam ra mắt vào ngày 4 tháng 12. Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Thì chi tiết hơn về cái mức giá thì mình sẽ cập nhật sau khi có cái thông tin chính thức. Còn bây giờ đây thì mình sẽ trải nghiệm nhanh qua cái tựa game Liên Quân Mobile. Đây là một trong những cái tựa game mà được rất nhiều bạn yêu thích chơi cũng như là yêu cầu test. Chiếc Honor 9X mình đang trên tay đây là một cái phiên bản mình mượn sớm. Đây là một cái phiên bản trải nghiệm thôi. Và cái máy này đang chạy MIUI 9.1 và nó đang chạy cái phiên bản Android đó là 9.0. Và máy sẽ trang bị chip xử lý đó là Kirin 710F với RAM là 6GB. Mức RAM khá là cao và bộ nhớ trong của máy là 128GB. Đây là một cái bộ nhớ trong khá là khủng luôn. Và bây giờ đây thì mình sẽ cùng anh em chơi nhanh qua cái tựa game Liên Quân Mobile. Anh em thêm một cái lưu ý nữa là trong cái phần cài đặt á thì cái phần là độ phân giải HD thì chúng ta sẽ bật được ở cái mức đó là siêu cao. Tuy nhiên thì ở cái phần chất lượng hình ảnh thì anh em chỉ bật được ở mức cao thôi chứ không được ở mức HD đâu. Hiện tại thì một số chip mạnh hơn á thì nó hỗ trợ nhưng mà nó cũng game nó cũng chưa tối ưu, như là cái chip Snapdragon 710 hay là 712 thì nó chưa tối ưu, tức là cũng chỉ bật được ở mức cao thôi chứ không bật được ở mức HD. Đó thì nhìn chung là như vậy. Còn các thứ khác, còn các mục khác thì anh em vẫn bật được full cấu hình luôn. Tuy nhiên thì anh em lưu ý là cái chip này thì nó cũng tương đối thôi, tức là anh em vẫn chơi được cái tựa game Liên Quân Mobile ổn. Tuy nhiên thì cái phần FPS thì nó chỉ bật lên được ở mức cao nhất đó là 30 FPS thôi. Và trong cái quá trình mình chơi thì mình thấy là cái mức FPS này nó ổn định, tức là nó có lúc thì nó sẽ giật xuống 29 thôi, nhưng mà nó sẽ ổn định ở mức 29 đến 30 chứ nó không giật xuống thấp hơn nữa. Và phải nói là cái khả năng chơi game trên cái chiếc máy này mình cũng khá là ấn tượng luôn. Tại vì trước khi mà mình bấm quay cái video này á thì mình chơi cũng rất là nhiều ván rồi, và mình thấy là cái mức độ mà chơi cái tựa game này mình thấy là nó ổn định.
Và có một số chia sẻ của mình sau khi mà mình chơi cái tựa game này, mình chơi khá là nhiều ván trước khi mà mình quay cái video này và chia sẻ anh em, đó là mình thấy là chơi ổn định, máy nó nhiệt độ tỏ ra là vừa phải, nó không có quá nóng. Đặc biệt là mình thấy là cái con chip này nó tối ưu cái pin hiệu năng là ổn, và chúng ta sẽ không tiêu tốn nhiều năng lượng, nhiều pin. Nhờ một phần nữa là cái lúc mình chơi mình thấy là máy nó không có cái hiện tượng quá nóng nên pin nó cũng không có giảm nhiều, và chơi mình thấy khá ổn, màu sắc này nọ thì mình thấy là ổn. Trong cái tầm giá mà mình dự đoán là mức giá này nó cũng sẽ dưới 7 triệu thôi. Và cái điểm mình thích khi mình chơi game trên cái chiếc Honor 9X này đó là nhờ cái màn hình. Nên em thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình full hiển thị luôn, nó không có tay thỏ hay là giọt nước các kiểu, nên khi mà mình chơi game nè, hoặc là mình duyệt web hay là mình xem video các kiểu á, thì nó full hiển thị rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì cái do cái chiếc máy này nó có một cái màn hình lớn và một cái viên pin cũng dung lượng theo mình nghĩ là cũng khá, cho nên cái cảm giác mình cầm á, thì mình thấy là nó hơi nặng nhẹ, nó không phải là quá nhẹ nhưng mà mình gọi là đầm tay á. Thì với mình á, có với mình thì mình thấy đầm tay thì mình thích, tại vì với một người mình yêu thích chụp ảnh á, thì mình thấy là những chiếc máy có thiết kế đầm tay thì mình cầm nó sẽ giảm rung lắc hơn khi mình chụp hay mình quay mà có những nơi mà có gió. Tuy nhiên thì có thể là với một số chị em tay nhỏ thì nhiều khi mình cầm cái máy trọng lượng hơi nặng thì mình thấy không quen, nhưng mà cái trải nghiệm cho mình khi mình cầm trên tay cái chiếc 9X là máy nó khá là chắc chắn, cầm nó đầm tay. Ống kính của chiếc máy quay của mình nó bị hỏng rồi, nó sắp hỏng rồi, nên em thấy là có những đoạn mình quay thì nó lấy nét không có được tốt, thì anh em sẽ thông cảm xem đỡ nhé. Sắp tới thì mình sẽ kiếm một cái máy ống kính khác để mình quay nó rõ hơn cho anh em thêm. Thì cái đầu lúc mà mình mới test game á, là cái mức pin nó là 49%, và sau khi mà mình kết thúc cái ván đấu nó vào khoảng hơn 20 phút á, thì nó tiêu tốn còn 42%, vậy là nó tốn chỉ 7% pin thôi.
Vậy là mình vừa cùng anh em trải nghiệm nhanh qua cái tựa game Liên Quân Mobile trên cái chiếc Honor 9X. Riêng anh em thì anh em cảm nhận và đánh giá như thế nào, mà anh em hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới nhé. Chi tiết hơn về cái video mở hộp cũng như là trải nghiệm nhanh qua cái camera trên cái chiếc 9X thì mình sẽ sớm gửi anh em trong những cái video sau. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.